Vâng, xin chào mừng khán giả thân mến, chúng ta cùng trở lại với giải sinh viên văn phòng hàng trung bình năm 2024. Và đây là một trận đấu cuối cùng của giải đấu lần này. Đây là được xem là trận chung kết cuộc đối đầu giữa Defensive MU cùng với là FC Icon. Hai đội bóng đã quá xuất sắc đi đến trận đường hiện tại. Và lúc này thì tổ trọng tài cùng với hai đội trưởng đang làm những thủ tục cuối cùng để cho trận đấu này được bắt đầu. Về phía Defensive MU, họ sẽ ra sân với số 8 đó là Công Hiếu, số 1 là Hữu Tuấn, số 4 là Xuân Khánh, số 27 là Hoàng Hùng, số 17 là Nhất Huy, số 69 là Thành Công và số 7 đó là Tuấn Kiệt. Và ông huấn luyện trưởng vẫn đang là ông Lê Cảnh Đôn. Về phía FC Icon, họ sẽ ra sân với số 1 là Minh Hoàng, số 14 là Minh Thương, số 6 là Phát Thịnh, số 5 là Ngọc Trường, số 4 là đội trưởng Quốc Hiền, số 9 là Ngọc Tài và số 3 đó là Aseki. Đội hình vẫn không khác gì ngày hôm qua của các thủ binh phía Icon khi phải đối đầu với các thủ binh phía Kuben. Như vậy thì hiệp thi đấu đầu tiên, các cầu thủ bên phía Defensive MU sẽ nằm bên tay trái màn ảnh nhỏ của quý vị và khán giả, và bên phía FC Icon họ sẽ nằm bên tay phải. Ngày hôm nay thì Defensive MU họ sẽ ra sân với trang phục đó là áo trắng, quần đen và tất trắng. Còn bên phía các cầu thủ Icon họ vẫn ra sân với trang phục quen thuộc của ngày hôm qua, đó là áo xanh, quần xanh và tất trắng. Trong ngày thi đấu hôm nay thì Quốc Hiền vẫn đang được sự tin tưởng của huấn luyện viên Đỉnh Sói và trao chiếc băng đội trưởng dành cho cầu thủ màu số 4 bên phía FC Icon. Về bên phía Defensive MU, đó vẫn là vị trí của Thành Công, cầu thủ màu số 69. Như vậy thì quyền giao bóng đầu tiên sẽ thuộc về các thủ bên kia, các thủ Icon, và đứng trước bóng đang là vị trí của Ngọc Tài, một cầu thủ cũng đã thi đấu rất xuất sắc trong ngày thi đấu hôm qua. Lúc này chúng ta cùng chờ đợi tiếng còi trọng tài vang lên để bắt đầu cho trận chung kết đây. Một trận chung kết đang dự định sẽ là rất hay và rất kịch tính đến từ các cầu thủ bên phía Defensive MU cũng như là FC Icon. Cả trọng tài cũng như đang làm những thủ tục cuối cùng để cho trận đấu này được bắt đầu. Trước khi trận đấu này diễn ra, khi mà ở lượt trận chung kết này thì sẽ không có đội bóng nào sẽ được đánh giá dính hơn khi đây được xem là một cuộc đối đầu của kẻ tám làng và người nửa cân. Hai đội bóng đã rất xuất sắc để đến với trận chung kết ngày hôm nay. Trước đó thì Defensive MU cũng đã chiến thắng trước các cầu thủ bên phía Công Thương, và FC Icon họ đã chiến thắng trước Kuben. Và chúng ta cũng chờ đợi tiếng còi của trọng tài. Như vậy thì tiếng còi trọng tài cũng đã vang lên hiệp 1 cuộc đối đầu giữa FC Icon và Defensive MU trong khuôn khổ của trận chung kết của giải sinh viên văn phòng hàng trung bình năm 2024. Vẫn đang là dịp lên bóng dành cho các thủ Icon rất khỏe.
vẫn đang là những tình huống cài đèo quen thuộc của tiền đạo Ngọc Tài. Ngày hôm nay sẽ là hai trường phái đối đầu với nhau ở mặt trận tấn công, khi mà Defensive View họ mạnh với những tình huống phòng ngự phản công ở những miếng đánh cũng như là những pha đập nhà ở tốc độ cao, và bên phía FC Haiken với những tình huống truyền xuyên tiến và những tình huống cài đè của tiền đạo phía bên trên sẽ là những miếng đánh đầy nguy hiểm của các thủ bên phía Icon. Và cho đến lúc này thì ông Cảnh Đôn cũng như là Định Sói vẫn đang đứng trên và cái chỉ đạo của Defensive View cũng như là FC Icon. Đây sẽ dự định là một trận cầu rất hay của cả hai đội bóng mạnh nhất mùa giải năm nay, khi đây cũng là hai đại diện đến từ hai bảng đấu. Xin lỗi bạn, đến từ bảng hai bảng đấu đó là khuôn khổ bảng A và khuôn khổ bảng B, khi mà ở mùa giải năm nay có 8 đội bóng tham dự. Và cho đến lúc này, những nốt nhạc cuối cùng của giải bảy sinh viên văn phòng đó là FC Icon và Refund. Ngày hôm nay thì vẫn không ai khác, đó là vị trí của Hữu Tuấn là người bắt chính trong khung gỗ của Defensive View. Và bên phía FC Icon đó là Minh Hoàng. Hai thủ thành chất lượng bậc nhất ở giải đấu lần này, đó là tình huống dứt điểm từ xa. Đó là câu trả lời đầu tiên dành cho các thủ Icon để chào đón trận chung kết này dành cho các thủ bên phía Defensive View. Cú dứt điểm là của Ngọc Trường. Trong ngày thi đấu qua thì Ngọc Trường cũng đã giành được danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận. Cầu thủ đã thi đấu rất nổi bật ở mặt trận phòng ngự, tuy nhiên thì cầu thủ này lên công về thở liên tục thôi với các bạn. Vẫn đang là cầu thủ Icon. Lúc này ở phía xa bên phía khung thành của FC Icon thì chúng ta có thể thấy là những cổ động viên của đội bóng này cũng đã đến để cổ vũ cho đội bóng của mình. Tiếp tục là nhịp tấn công, Ngọc Tài cài đè rất khỏe, tuy nhiên thì trung vệ của Defensive View là rất kinh nghiệm. Vẫn còn, bóng cũng đã đi hết đường biên ngang với nỗ lực vừa rồi. Sẽ là quả đá phạt góc dành cho FC Icon. Chúng ta cùng chờ xem, đứng trước quả đá phạt này đang là Phát Thịnh. Phát Thịnh cũng đang chỉnh sửa cái bảng champion, bảng dành cho đội bóng thắng cuộc trong trận này. Lúc này cũng đã có khá đông khán giả đang xem trực tiếp trên sóng live stream của chúng tôi cũng như là tại sân bóng Mesa Sport Club. Sẽ là quả đá biên dành cho Defensive View. Quả treo bóng vào trong, bóng cũng đã đi hết đường biên ngang với pha phối hợp vừa rồi của FC Icon. Sẽ là tình huống phát bóng lên cho thủ thành Hữu Tuấn. Thành công, lúc này thì thành công cũng đã lui về. Minh Đạt vẫn đang là quyền kiểm soát của Defensive View. Đối với những sự ban bật thì Defensive View họ là đội bóng có lối chơi ban bật bậc nhất tại mùa giải năm nay. Tuy nhiên thì bên phía FC Icon với sự dẫn dắt của Đình Sỏi, một cầu thủ cũng đã quá quen mặt đối với khán giả của khu vực miền Nam, khi đây là một cầu thủ cũng đã thi đấu thường xuyên nhiều năm trong màu áo của câu lạc bộ Bamboo. Một người đã có quá nhiều kinh nghiệm, cũng như trước đó Đình Sỏi cũng đã trưởng thành ở bóng đá futsal rồi các bạn. Đây là cơ hội dành cho Icon. Rất tốc độ đến từ các thủ bên phía Phát Thịnh. Vẫn còn, không có lỗi của các thủ Defend. Đây là phản công dành cho đầu áo trắng.
Vẫn còn thành công cũng đã băng lên. Đấy là cơ hội dành cho Defender Debut. Đột phá vào trung lộ. Tuy nhiên là không có lỗi. Bóng được tiếp tục rồi các bạn. Trận cầu đang rất nóng. Những phút đầu tiên này trận cầu của chúng ta đang được đẩy cao hơn rất nhiều. Và chúng ta cũng xem lại tình huống ngã trước đó của cầu thủ bên phía Defender Debut. Vẫn còn và qua người rất tốt. Sẽ là một tình huống đá biên dành cho các cầu thủ bên phía Defender Debut. Và đem bóng lên. Trong những phút đầu tiên này thì cả hai đội bóng vẫn đang chơi thế trận ăn miếng trả miếng với nhau. Giữa miếng đánh của Defend cũng như là miếng đánh của Icon. Cho đến lúc này thì hàng phòng ngự của họ vẫn đang làm rất tốt. Một trận cầu được xem là quá kịch tính của giải sinh viên văn phòng của hàng trung bình năm nay. Khi nói về hàng trung bình thì chúng ta có thể thấy đây là những cầu thủ tốt nhất, phù hợp với giải đấu lần này. Một giải đấu cũng đã mang rất nhiều cảm xúc dành cho khán giả. Như vậy sẽ là một tình huống đá biên dành cho Defender Debut. Và người đang đứng trước quả đá phạt này đó là cầu thủ màu số 7, vị trí của Tuấn Kẹt. Một quả treo bóng vào trong. Quá mạnh với tình huống bóng vừa rồi của Tuấn Kẹt. Đến với mùa giải năm nay thì chúng ta sẽ có 8 đội bóng tham dự và được chia ra làm 2 bảng đấu. Đây là cơ hội dành cho Icon. Và phối hợp không thành công giữa Quốc Thiền cùng với lại là vị trí của Ngọc Trường. Đội hình và bộ khung của Icon vẫn xuất phát rất giống với bộ khung của ngày hôm qua khi mà Ngọc Trường đang chơi ở hành lang cánh trái. Và người chơi cao nhất vẫn là Ngọc Tài. Và đội trưởng Quốc Hiền sẽ là người nắm ở giữ ở vai trò chia bài dành cho Icon. Ngọc Trường vẫn đang là FC Icon. Vẫn đang là nhịp cầu bóng của đội quân áo xanh. Ngọc Tài đang cai đè rất khỏe. Đã có lỗi của cầu thủ bên phía Icon. Đã phạt lên dành cho Defender Debut. Cho đến lúc này, những phút thi đấu vừa qua thì cả hai đội bóng vẫn đang có một thế trận thăm dò nhau. Phải gọi là một thế trận rất cân bằng đến từ cả Icon và Defender Debut. Đã có lỗi của cầu thủ bên phía Defend. Tình huống va chạm giữa một cầu thủ bên phía Defend và một cầu thủ bên phía Icon. Ngày hôm qua thì Aseki cũng là người đã mở tỷ số dành cho Icon. Và trong ngày hôm nay thì Aseki đang chơi ở làn cánh phải của đồng áo xanh. Đối với giải đấu lần này thì đơn vị tổ chức sẽ là Trận Bóng Đá. Ngoài ra, đơn vị truyền thông chính của giải đấu sản xuất tất cả hình ảnh của mùa giải năm nay đó là Phú Lết Livestream. Ngoài ra thì chúng ta còn có những đơn vị nhà tài trợ đồng hành như là Egan hay là Acapro. Tiếp tục là cơ hội dành cho Rifan đột phá vào trung lộ. Đây là thành công. Tình huống bóng mà thành công cũng đã bị sự ngăn chặn bởi đội trưởng Quốc Hiền.
Một trận cầu quá nảy lửa cho đến thời điểm hiện tại, thì đây là phút thi đấu thứ 10, đã 1/3 thời gian của hiệp thi đấu thứ 9 trôi qua. Và tỷ số vẫn đang là hai con số không tròn chỉnh. Lên bóng dành cho FC Aiken. Đây là 3-2, rất tốc độ từ vị trí của Aseki. Vẫn còn. Tuy nhiên thì vẫn chưa thể đưa bóng đi vào trong với nỗ lực vừa rồi của Aseki. Lúc này thì huấn luyện viên Định Sói vẫn đang theo rất sát với các thủ bên phía Aiken. Khi đây được xem là một đội bóng chỉnh chu từ khâu chuẩn bị cho giải đấu. Và khi mà Aiken đăng ký giải đấu thì đội bóng này cũng đã có lễ ra quân. Một đội bóng đầu tư rất kỹ càng ở giải đấu năm nay. Đây là Quốc Hiền. Thanh Phát. Đường chuyền dài dành cho Ngọc Tài. Đấy là cơ hội dành cho Aiken. Vẫn chưa thể dứt điểm. Ngọc Tài đã bị theo kèm rất sát bởi trung vệ bên phía Rio Fantin Em Diêu. Phản công dành cho Đồng Quân Áo Trắng. Đó là câu trả lời của các thủ bên phía Rio Fantin Em Diêu. Và người có cú ra chân đó là cầu thủ màu số 8, vị trí của Minh Đại. Xin lỗi bạn, đó là Công Hiếu. Vẫn đang là các thủ bên phía Aiken rất khỏe đến từ vị trí của Ngọc Tài. Đó là đường chuyền không vào. Cú ra chân là của Phát Thịnh. Trước đó chúng ta phải dành lời khen với vị trí của Ngọc Tài. Một tình huống cai đè rất tốt với hai cầu thủ bên phía Revan Tidim Diêu. Phải nói là một pha cai đè quá tốt đến từ tiền đạo bên phía Aiken. Và sẽ là quả đá phạt góc dành cho Aiken. Quả treo bóng vào trong, đấy là cơ hội. Tiếp tục là các thủ bên phía Aiken. Ngọc Tài vẫn còn tiếng ai, vẫn chưa thể dứt điểm. Vẫn đang là các thủ áo xanh rất điềm tĩnh. Đây là Aseki. Một tình huống dứt điểm rất hẹp của Aseki. Và pha bóng vừa rồi thì cũng đã trôi qua. Đã có một tình huống phạm lỗi của cầu thủ áo số 27. Hoàng Hùng. Hoàng Hùng đã phạm lỗi với cầu thủ bên phía Aiken. Cho đến lúc này thì trận đấu của chúng ta vẫn đang rất căng thẳng và quá hấp dẫn cho những phút vừa qua. Vẫn đang là các thủ bên phía Aiken. Phát Thịnh. Lên bóng dành cho Aiken. Đây là Ngọc Trường, rất khỏe. Ngọc Tài cơ hội dành cho Aiken. Tuy nhiên thì tình huống xoay người vẫn chưa thể vượt qua được vị trí của Xuân Khánh. Ngày hôm nay thì Xuân Khánh đang theo kèm Ngọc Tài như hình với bóng. Nhiệm vụ của trung vệ bên phía Rio Fantin Em Diêu, Xuân Khánh, là theo kèm sát với vị trí của Ngọc Tài và khóa chặt ngòi nổ bên phía FC Aiken. Tiếp tục là nhịp lên bóng dành cho Aiken. Vẫn còn Ngọc Trường. Và bắt bóng chưa thành công của Phát Thịnh. Như vậy sẽ là quả đá biên dành cho Defender DMU. Bóng trở lại quyền kiểm soát của Aiken. Rất hay Ngọc Trường. Aseki. Lúc này thì người đang chơi thấp nhất bên phía Aiken đó là Minh Thương. Cầu thủ áo số 14. Ngọc Tài. Những pha cài đèo quen thuộc. Tuy nhiên lần này thì Ngọc Tài có đến hai sự chăm sóc dành cho tiền đạo bên phía FC Aiken. Quốc Hiền. Tiếp tục là nhịp lên bóng dành cho Aiken. Ngọc Trường. Ngọc Trường vẫn đang ở hành lang cánh trái. Đường truyền vào trung lộ. Đây là Aseki. Ngọc Tài. Đột phá vào trung lộ. Không vào.
Cú đá rất tốt của Ngọc Tài. Tuy nhiên trong nhịp bóng vừa rồi thì các cầu thủ bên phía Defensive Review lại là những người chơi xuất sắc hơn. Một tình huống ra chân bằng chân trái. Và lúc này thì Ngọc Tài đang nhận sự nhắc nhở của tổ trọng tài với tình huống bóng trước đó. Và sẽ là một quả đá phạt góc dành cho FC Icon. Quả treo bóng vào trong, nằm gọn trong tay của thủ thành Hữu Tuấn. Bắt bóng rất dính đến từ Ngọc Trường. Dứt điểm từ xa. Thiếu một cú đá nữa của các thủ bên phía FC Icon. Ngày hôm nay thì FC Icon họ đang thực hiện những tình huống dứt điểm từ xa. Và tiếp tục sẽ là quả đá phạt góc dành cho đội quân áo xanh. Chúng ta cùng chờ xem quả đá phạt góc này của các thủ bên phía Icon. Một đường chính sạch. Tiếp tục là quả đá phạt góc. Chúng ta cùng chờ xem. Tiếp tục là một đường chính sạch. Vẫn chưa được cú dứt điểm của Aseki. Lúc này thì bóng cũng đã nằm trong quyền kiểm soát của thủ thành Hữu Tuấn. Trận đấu của chúng ta vẫn đang rất hay và kịch tính cho đến phút hiện tại. Đây là cơ hội dành cho Rifan. Tình huống phá bóng rất tốt của trung vệ Minh Thường. Nếu như để cho bóng tới vị trí của một cầu thủ phía bên trong thì đó sẽ là bàn thắng dành cho Rifan. Sẽ là đá phạt góc dành cho Defensive Review. Một quả treo bóng. Vậy sẽ là đá biên dành cho các cầu thủ bên phía Defensive Review. Xuân Khánh vẫn đang là đầu áo trắng. Đường chuyền dài. Bóng cũng đã đi hết đường biên ngang. Chúng ta có thể thấy là cổ động viên đang đến rất đông để cho ủng hộ cho cả hai đội bóng lúc này. Đến với giải đấu lần này thì chúng ta cũng có rất nhiều đơn vị truyền thông cũng đã đồng hành. Và riêng vị trí của huấn luyện viên chúng tôi cũng xin tương tác với quý vị khán giả trên sóng live stream của Full Edge cũng như là trò bóng đá. Sẽ là một tình huống ném bóng lên để cho thủ thành Hữu Tuấn. Lúc này thì một cầu thủ bên phía Defensive Review đã phải chấn thương trước đó. Và trận đấu của chúng ta vẫn chưa thể tiếp tục. Lúc này thì bác sĩ Khang cũng đã đến để chăm sóc cho cầu thủ bên phía Defensive Review. Như vậy thì bóng cũng đã đi hết đường biên dọc. Sẽ là slow ăn. Như vậy thì cầu thủ bên phía Defensive Review cũng đã rời sân.
đường chuyền dài. Bóng cô đã đi hết bị dọc. Quả treo bóng vào trong. Và đem bóng lên rất dài. Đây là cơ dành cho cánh thủ Icon. Ngọc Tay vẫn chưa thể dứt điểm. Và xử lý chưa thành công của Ngọc Tay. Vẫn đang là cơ hội. Tuy nhiên thì các cầu thủ bên phía đi phần cũng đã phá bóng. Vẫn đang là các cầu thủ bên phía FC Icon. Đấy là trúng lỡ cơ và dứt điểm quá hiền của đội trưởng bên phía Icon. Rất đáng tiếc với tình huống dứt điểm vừa rồi. Và dứt điểm quá đáng tiếc đến từ vị trí của Quốc Hiền. Và phối hợp là rất tốt rồi đến từ các thủ bên phía Icon. Tuy nhiên điểm chạm cuối cùng của Quốc Hiền là quá hiền để đánh bại được thủ thành bên phía Defend. Rất đáng tiếc để cho Icon. Và người rất tốt. Tuy nhiên thì trung vệ đó là Ngọc Trường cũng đã lưu về. Ngọc Trường đã cài đè rất tốt so với Công Hiếu. Cho đến trận đấu này thì chúng ta có thấy là kẻ tám lạng và người nửa cân. Rất cân tài cân sức giữa Icon cũng như là Refund TDMU. Đã có lỗi của thủ bên phía Refund. Và sẽ là quả đá phạt dành cho FC Icon. Cự ly đang là chính diện khung thành. Và chúng ta cũng chờ xem quả đá phạt đây của các đội Icon. Đang có sự hội ý giữa Phát Thịnh cùng với là vị trí của Asiki. Và Ngọc Trường cũng đang rất sẵn sàng với quả đá phạt đây. Ba cầu thủ áo xanh đang đứng trước quả đá phạt. Và chúng ta cùng chờ xem họ sẽ phối hợp như thế nào. Như vậy thì Phát Thịnh cũng đã chạy bay. Đường truyền dành cho Ngọc Trường. Cũng đã đi quá cầu. Thực sự là và dứt điểm chưa tốt của Ngọc Trường. Đường chuyền dài. Cơ hội. Tuy nhiên thì Minh Hoàng cũng đã đấm bóng an toàn. Tiếp tục là nhịp tấn công dành cho Refund. Thành công. Rất khỏe. Đây là cơ hội dành cho thành công. Không có lỗi. Trọng tài đã xua tay rất nhanh trong tình huống vừa rồi. Trọng tài cũng đã có góc nhìn thuận lợi và rất gần với tình huống. Và rất nhanh thì trọng tài cũng đã xua tay với tình huống ngã trong vòng cấm. Đây là cơ hội dành cho Icon. Ngọc Tài vẫn đang rất lắc léo. Vẫn đang là Ngọc Tài, rất khỏe. Được nhả về tiếng Ai. Aseki. Bóng đã chạm tay một cầu thủ bên phía Refund. Và chúng ta xem lại tình huống trước đó của Thành Công. Trong nhịp bóng mà Thành Công cũng đã bị theo kèm rất sát bởi hai cầu thủ bên phía Icon. Và lúc này, một cầu thủ bên FC Icon đang phải gặp một chấn thương.
Chúng ta có thể chờ đến lúc này thì trận đấu vẫn đang quá hay và quá kịch tính. Sẽ là tình huống bóng tiếp tục dành cho đội bên phía Icon. Đột phá vào trung lộ, cọc tay, cà đeo quen thuộc. Tuy nhiên lần này thì có đến hai cầu thủ bên phía Refund TDMU đã theo kèm. Đá biên dành cho Icon. Một quả treo bóng. Bóng nằm gọn trong tay của thủ thành Hữu Tuấn. Cho đến thời điểm này thì cả hai thủ môn vẫn đang chơi rất tốt. Cả Minh Hoàng cũng như là Hữu Tuấn. Thời gian đang trôi về những phút cuối cùng của hiệp thi đấu thứ nhất. Vẫn đang là các thủ môn phía Refund phối hợp rất nhịp nhàng. Tuy nhiên thì Icon cũng đã thua bóng. Ở hai lượt trận gần nhất thì chúng ta vẫn chưa thể thấy một lối chơi phối hợp ở cường độ cao của Refund. Khi mà lúc này họ đang gặp một đối thủ gọi là xứng tâm. Đó chính là Icon. Icon cũng đã giành chiến thắng 2-1 trước Kuben vào ngày đó qua và giành tấm vé vào trận lượt trận chung kết. Bên cạnh đó thì Refund TDMU cũng đã giành chiến thắng trước Khởi Nguyên. Đá phạt góc dành cho Refund TDMU. Một quả treo bóng vào trong. Bóng vẫn đang thuộc quyền sở hữu của đội Refund. Xuân Khánh. Một dịp phá bóng rất an toàn. Khi mà Ngọc Tài cũng đã bật lên thì Xuân Khánh quyết định phá bóng để bảo toàn ở phần sân của mình. Chuyền dài. Ngọc Tài bắt bóng rất tốt. Quốc Hiền. Đó là một tình huống làm tường rất hay của Ngọc Tài dành cho đội trưởng của mình. Tuy nhiên trong nhịp chạy đà bật lên và dứt điểm thì Quốc Hiền cũng đã đưa bóng đi quá cao. Pha ném bóng lên rất mạnh. Lúc này thì Thành Công cũng đang lưu về chơi ở vai trò tiền vệ. Khác ở trận đấu trước đó thì Thành Công sẽ đảm nhận vai trò tiền đạo. Và ngày hôm nay thì người đang chơi cao nhất bên phía Refund đó là Hoàng Hùng. Ngọc Tài. Ngày hôm nay thì Ngọc Tài vẫn đang được trợ sự chăm sóc rất tốt của Xuân Khánh. Quốc Hiền. Phối hợp nhanh. Bóng vẫn trong sân. Đây là cơ hội. Đá biên dành cho FC Icon. Quả treo bóng ở trong. Hữu Tuấn cũng đã đấm bóng an toàn. Sẽ là quả đá biên dành cho FC Icon. Quả treo bóng vào trong, đánh đâu, không vào. Đó là một tình huống tham gia không chiến của Minh Thường. Một tình huống lắc đầu rất tốt. Tuy nhiên thì Minh Thường đã thiếu may mắn trong tình huống đánh đầu vừa rồi. Như vậy lúc này tiếng còi trọng tài cũng đã vang lên để khép lại trận đấu này. Tỷ số tạm thời là không đều và chúng ta cùng nghỉ giải lao trong giây lát. Cùng trở lại với hiệp thi đấu thứ hai.
Vâng, xin chào mừng quý vị khán giả thân mến, chúng ta cùng trở lại với hiệp thi đấu thứ hai, cuộc đối đầu của FC Icon cùng với lại là các cầu thủ bên phía Infantry FU. Khi khép lại hiệp thi đấu thứ nhất, tỷ số vẫn đang là 2-0. Một trận cầu đang rất căng thẳng cũng như là kịch tính của FC Icon cũng như là các cầu thủ bên phía Infantry FU. Và lúc này tiếng còi trọng tài cũng đã vang lên để bắt đầu trận đấu này. Đó là một cú đá đầu tiên của các cầu thủ bên phía Infantry FU. Sang hiệp đấu thứ hai này thì cả Refund cũng như là FC Icon vẫn đang chơi một thế trận với nhịp độ trung bình và họ sẽ đổi phần trận thi đấu với nhau. Thì bà Refund sẽ bên tay phải mà anh nhỏ của quý vị khán giả trong trang phục áo trắng, quần đen và tất trắng. Còn cái thủ Icon họ sẽ trong trang phục áo xanh, quần xanh và tất trắng. Đường chuyền dài. Bóng đã đi hết đường biên ngang. Tiếp tục là các thủ bên phía Icon. Đây là cơ hội đối mặt rồi. Vẫn chưa thể đánh bại được thủ thành Hữu Tuấn. Một lần nữa thì thủ thành Hữu Tuấn giành chiến thắng trong cơ hội. Thêm một cú đá nữa của các thủ bên phía FC Icon. Và đó là vị trí của Minh Thương. Và chúng ta cũng xem lại hai tình huống vừa rồi của các thủ bên phía Icon. Trước đó là một tình huống đối mặt của Quốc Hiền. Và sau đó là một cú đá của Minh Thương. Vẫn đang là các cầu thủ bên phía Icon. Rất khỏe, đó là cú đá thẳng. Cú đá có lực đi rất tốt đến từ vị trí của Aseki. Cú đá rất tốt của Aseki. Vẫn còn, bóng đã đi hết đường biên ngang. Vậy sẽ là quả đá phạt góc dành cho Infantry FU. Quả treo bóng vào trong. Không có gì nguy hiểm với tình huống đánh đầu vừa rồi. Và chạm đầu là của Thành Công. Đường chuyền dài, bóng đã đi hết đường biên dọc. Lúc này thì sang hiệp đấu thứ hai, cả hai đội bóng vẫn đang có lối chơi thăm dò nhau. Chúng ta có thấy là bên phía Defend họ đang liên tục thực hiện những đường chuyền dài. Tiếp tục là cơ hội. Vẫn chưa được. Vẫn chưa thể đưa bóng đi vào lưới của các cầu thủ bên phía Defend. Bóng cũng đã đi hết đi quyền dọc và sẽ là đá biên dành cho Defend Team U. Quả treo bóng vào trong. Đánh đầu pha bóng rất tốt. Chúng ta có thể thấy lúc này thì phần họ đang ép sân hơn so với Icon.
Sang hiệp thi đấu thứ hai thì đã có những sự điều chỉnh, và lúc này thì Lý Phân họ đang nhập cuộc tốt hơn so với các thủ Icon ở hiệp thi đấu thứ hai. Và va chạm rất mạnh của Icon cũng như là các thủ bên phía Lý Phân, và một chiếc thẻ vàng được rút ra. Chiếc thẻ vàng được rút ra dành cho vị trí của Minh Tân. Lúc này thì Minh Tân vẫn đang phải nằm sân. Như vậy thì người đang bị đau đó là vị trí của Phát Thịnh. Như vậy thì chúng ta cũng tiếp tục với trận đấu, sẽ là một tình huống đá phạt cố định dành cho FC Icon. Góc sút lần này đang là nghiêng về phía bên trái của đồng hồ xanh. Và chúng ta cùng chờ xem quả đá phạt này. Cự ly đang là rất lý tưởng. Đó đường nhả về Aseki. Cú đá đi vọt sang ngang. Một bài phối hợp quen thuộc của FC Icon. Và người có cú ra chân cuối cùng đó là Aseki. Đường chia dài vẫn đang là quyền kiểm soát của các thủ bên phía Lý Phân. Minh Đạt chưa thể vượt qua được Quốc Hiền. Bóng đang thuộc quyền tranh chấp ở khu vực giữa sân. Như vậy thì cầu thủ bên phía Lý Phân thì đem nhiều cũng đã phá bóng an toàn. Trong những phút vừa qua cũng như là hiệp đấu thứ nhất thì cả hai đội bóng đều có những cơ hội để dứt điểm về phía khung thành của nhau. Khi mà cho đến lúc này thì thủ môn Minh Hoàng cũng như là vị trí của Hữu Tuấn vẫn đang chơi rất tập trung. Quả treo bóng vào trong, bật cao đánh đâu. Bóng đã đi hết đường biên ngang. Sẽ là một quả đá biên dành cho các thủ bên phía FC Icon. Đây là cơ hội dứt điểm bằng chân trái, vẫn chưa được. Một tình huống băng cắt của các cầu thủ bên phía Icon, và đó là vị trí của Aseki. Như vậy thì bên phía Icon sẽ sắp có sự thay đổi người, khi mà vị trí của Tú La sẽ được tung vào sân và người được rút ra đó là Phát Thịnh. Khi mà La Văn Tú vào sân thì một phần nào đó sẽ khiến cho các cầu thủ bên phía Icon họ có những nhiều xử lý độc biến hơn. Là một thủ vào sân sẽ là người chám vào vị trí của Phát Thịnh.
Và đá bóng của Thành Minh Hoàng, đấy là cơ hội thành công. Một tình huống dứt điểm không trúng tầm bóng của Rifantinimu. Aseki phản công dành cho các thủ môn phía Icon, đây là La Văn Tú. Cầu thủ vừa mới vào sân, đường truyền đá biên, cơ hội. Bóng cắt ngang khung thành của các thủ môn phía Rifantinimu với tình huống dứt điểm của Ngọc Tài. Và phối hợp và tung ra cú dứt điểm rất tốt đến từ vị trí của Ngọc Tài. Đường chuyền dài. Quả treo bóng thẳng vào trong, cơ hội vẫn chưa được, vẫn chưa thể đưa bóng đi vào lưới của thủ thành bên phía FC Icon. Bay.
Một tình huống bóng cắt ngang không thành của cầu thủ bên phía Rivan Tadevu. Và lúc này thì thủ môn bên phía Rivan Tadevu đang phải đọc sân. Chúng ta cũng đang xem lại tình huống trước đó. Tình huống cướp bóng rất gay của Aseki và tung ra tình huống dứt điểm bằng chân trái. Rất tốt. Lúc này thì bác sĩ Khang đang cần những sự chăm sóc dành cho thủ thành Hữu Tuấn. Lúc này thì thủ thành Hữu Tuấn vẫn có thể tiếp tục thi đấu thôi các bạn, sau khi nhận được sự chăm sóc của bộ phận y tế của giải đấu năm nay. Đến với giải đấu lần này thì mỗi hiệp đấu của chúng ta sẽ diễn ra trong vòng 30 phút và mỗi trận đấu sẽ diễn ra trong vòng 2 hiệp. Rất nỗ lực. Tuy nhiên thì một cầu thủ bên phía FC Aken đã phải nằm sân. Như vậy trên danh sách vua phá lưới tính đến thời điểm hiện tại thì Tuấn Tài, cầu thủ bên phía Rivan Tadevu, đang đứng đầu danh sách vua phá lưới của giải năm nay với 6 bàn thắng. Vẫn đang là các thủ bên phía Aiken. Khi mà Đức Minh vào sân thì Aseki sẽ là người chơi ở vai trò trung vệ. Và đôi cánh của họ sẽ là La Văn Tú cùng với là Đức Minh. Đây được xem là bộ đôi cũng đã thi đấu trong màu áo của Tân Trụ vòng giải U20 Futsal thành phố Hồ Chí Minh. Một đường chuyền dài. Bóng trở lại quyền kiểm soát của các thủ môn phía Rifan. Đây là Tuấn Tài. Aseki đã có pha phạm lỗi của Tuấn Tài đối với Aseki. Trọng tài đã có những sự nhắc nhở đối với Tuấn Tài trong tình huống phạm lỗi vừa rồi với Aseki. Sẽ là một tình huống đá phạt cố định dành cho FC Aiken. Đá phạt nhanh. La Văn Tú. Vẫn đang là Tú La. Quyết định đột phá. Tuy nhiên thì thành công cũng đã pha bóng an toàn. Đức Minh cú đá bằng chân trái. Một tình huống va chạm nữa của cả hai cầu thủ hai bên. Và người đang nằm sân đó là Tuấn Kiệt. Một đường chuyền dài. Bóng đã đi hết đường biên ngang. Đây là phút thi đấu thứ 50 và chúng ta còn hơn 10 phút của thời gian thi đấu. Cho đến lúc này thì trận đấu vẫn đang ở một nhịp độ trung bình. Và hai đội bóng vẫn đang chơi rất tốt. Quốc Thống
Pha qua người rất tốt. Đây là cơ hội lên bóng dành cho Defensive View. Asiki cũng đã theo rất sát với vị trí của Nhất Quy. Minh Phúc. Đã có lỗi của các thủ bên phía Riffin. Như vậy thì FC cần quyết định phối hợp nhanh. Đây là Lam Văn Tú. Quốc Hiền. Đó là cú đá ngay. Bóng đi vọt sang ngang. Và dứt điểm vừa rồi thì vẫn thiếu đi một chút gì đó. Độ chính xác của Quốc Hiền. Đây là cơ hội lên bóng dành cho Thành Công. Rất khỏe. Trọng tài cũng đã cắt coi với tình huống bóng vừa rồi. Sẽ là quả đá phạt cố định dành cho các cầu thủ bên phía Defensive View. Và đứng trước bóng đang là Tuấn Kiệt. Cùng với đó là vị trí của Thành Công. Hai cầu thủ có những cổ chân rất tốt và những tình huống nhiều khả năng sẽ là một quả đá thẳng. Tuấn Kiệt, như vậy Thành Công là người chạy bài, Tuấn Kiệt sẽ là người thực hiện. Vẫn còn hai cú đá liên tục của Tuấn Kiệt. Tuy nhiên thì cơ hội nguy hiểm cũng đã trôi qua. Tiếp tục là các thủ bên phía Vị Phân, cơ hội Thành Công, quá người rồi, vẫn còn. Tiếp một tình huống phạm lỗi của các thủ bên phía Asekan và một chiếc thẻ vàng được rút ra dành cho Aseki. Và va chạm giữa Aseki cùng với là Thành Công. Chúng ta cùng chờ xem quả đá phạt cố định này của các thủ bên phía Vị Phân thì đêm view. Đó là cú đá thẳng của Thành Công. Bóng nằm gọn trong tay của thủ thành Minh Hoàng. Thủ bắt bóng rất chính đến từ thủ môn bên phía FC Cần. Và bắt ngực của tiền đạo. Đó là vị trí của Tuấn Tài. Vẫn còn quá người cá hỏi. Tình huống dứt điểm chưa trúng bóng của Quốc Thống. Chúng ta có thể thấy là Quốc Thống đã xử lý rất gọn gàng với nhịp bóng vừa rồi. Tình huống cai đè và tung ra cú dứt điểm của mình. Đường chuyền dài. Tình huống đánh đầu vừa rồi là của Thành Công. Sang hiệp đấu thứ hai này thì cả hai đội bóng vẫn đang giữ một nhịp độ tấn công nhất định. Một thế trận vẫn đang đôi công đến từ Refund cũng như là FC Icon. Họ không muốn bị tuột lại ở trong trận đấu đây. Và thời gian đang trôi về những giây cuối cùng và sẽ là quả đá phạt góc dành cho Icon.
chuyện quan trọng. Lúc này thì đồng khán giả đang xem trực tiếp trên nền tảng của Trang Bóng Đá. Và xin chào Minh Toàn, xin chào Quang Huy và xin chào Khánh Nguyễn. Đang có những lời chúc dành cho cả hai đội bóng. Đuôi chỉ dài. Khi mà vào sân thì Tuấn Tài vẫn chưa có thể nhiều cơ hội. Đó là thành công. Cơ hội vẫn chưa được. Đó là tình huống đá nổi của Tuấn Tài. Lên bóng dành cho FC Aken. Aseki. Đây là La Văn Tú. Bóng cũng đã đi hết đường biên dọc. Như vậy thì bóng cũng đã chạm tay của La Văn Tú. Sẽ là đá phạt lên dành cho các cầu thủ bên phía Defend Team U. Đường chỉ dài. Vẫn còn, đây là Đức Minh. Phản công dành cho FC Aken. Vẫn còn, vẫn đang Đức Minh. Đã có lỗi của cầu thủ Aken. Tình huống phạm lỗi của Tuấn Tài. Một chiếc thẻ vàng được rút ra dành cho số 17 bên phía FC Aken. Như vậy thì thẻ vàng dành cho số 17 bên phía Defend thưa các bạn, đó là Nhất Huy. Lúc này thì Thành Công đang phải nằm sân và dường như Thành Công có triệu chứng căng cơ. Như vậy thì nhiều khả năng là Thành Công sẽ không thể tiếp tục thi đấu. Bác sĩ Khang đã ra dấu hiệu thay người. Đội trưởng của Defend có lẽ như đã gặp một triệu chứng căng cơ và không thể tiếp tục ở trận đấu này. Bác sĩ Khang cũng đã ra dấu hiệu và cả Thành Công nữa. Đây được xem là một sự thay đổi người bất đắc dĩ. Như vậy thì Thành Phong sẽ là người được đưa vào sân. Và Thành Công lúc này cũng đang nhận sự hỗ trợ của bộ phận y tế cũng như là các đồng đội của mình để được đưa khỏi sân. Chúng ta có thể thấy là Thành Công với những bước đi rất khó khăn. Thì dường như đây là một chấn thương không hề nhẹ đối với đội trưởng bên phía Defend Team U. Trở lại vào trận đấu này sẽ là quả đá phạt cố định dành cho FC Aken. Đưa chiếc bóng đang là Quốc Hiền. Ta cùng chờ xem là quả đá phạt này đến từ các thủ bên phía FC Aken. Cho đến lúc này khi Tuấn Tài vào sân thì vẫn chưa có quá nhiều cơ hội để dứt điểm về phía khung thành của Defend. Xin lỗi các bạn, khung thành của Aken. Đây là cơ hội. Tuy nhiên thì hàng phòng ngự của Defend vẫn đang chơi rất tốt. Như vậy sẽ là đá biên dành cho FC Aken. Treo bóng vào. Bóng Ngọc ra, đây là cơ hội. Vẫn chưa thể dứt điểm từ vị trí của Quốc Thống.
Vậy sẽ là đá biên dành cho FC Icon. Vẫn đang là các cầu thủ của FC Icon. Như vậy thì chúng ta sẽ có 3 phút bù giờ cho trận đấu đây. 3 phút cho những nỗ lực của Icon cũng như là refund to review. Như vậy lúc này bên phía Refund sẽ có sự thay đổi người. Như vậy thì Minh Hoàng sẽ là người được đưa ra và Di Phong sẽ là người được tung vào sân. Một sự thay đổi người để chuẩn bị cho loạt bắt bên này. Một loạt penalty cân não giữa Icon cũng như là Refund. Thời gian thi đấu là không còn nhiều và đang chờ về những giây cuối cùng của phút bù giờ. Có lẽ giờ lúc này thì huấn luyện viên Đỉnh Sỏi cũng đang có những sự chuẩn bị cho loạt đá penalty. Là Văn Tú. Vẫn đang là các đội bên phía Refund Team View. Vẫn còn. Như vậy thì cũng đã có tình huống phạm lỗi của Icon và sẽ là quả đá phạt cố định dành cho Refund Team View. Và chúng ta cùng chờ xem quả đá phạt cố định này dành cho các đội bên phía Refund Team View. Đội trưởng bóng này là Tuấn Kiệt. Đây là cơ hội dành cho Refund. Một tình huống đá bóng đi vọt xa của Tuấn Kiệt. Rất đáng tiếc với tình huống vừa rồi. Vẫn đang là cơ hội. Như vậy thì tiếng còi trong tay cũng đã vang lên. Và tỷ số chúng ta sẽ dẫn lọt nhào vào lọt đá penalty giữa Icon cũng như là Refund Team View. Và chúng ta cũng nghỉ giải lao trong giây lát cũng trở lại với lọt đá penalty.
Và chúng ta cùng đến với loạt đá penalty trong lượt trận giữa Icon FC và các cầu thủ bên phía River Stadium View, khi mà cả hai đội bóng này cũng đã hòa nhau với tỷ số là 0-0 ở trong lượt trận chung kết đây. Như vậy thì khung thành bên tay phải sẽ là lưu quyền lựa chọn để đá quả penalty đây. Lúc này thì người sẽ đá quả đầu tiên. Như vậy thì người sẽ thực hiện quả đá đầu tiên là các thủ bên phía Riven Stadium View. Và đứng trước bóng lúc này đó là vị trí của cầu thủ mang số 7 Tuấn Kiệt. Tuấn Kiệt sẽ đối đầu với thủ môn vừa vào sân ít phút trước đó là Duy Phong. Một sự thay đổi người ở vị trí gác đền của huấn luyện viên Đỉnh Sói. Như vậy thì Tuấn Kiệt sẽ đối đầu với Duy Phong trong quả đá penalty đầu tiên này. Đây là vị trí của Tuấn Kiệt. 1-0 dành cho Riven Stadium View. Và đá penalty rất gọn gàng. Và người sẽ thực hiện quả đá đầu tiên của FC Icon đó là vị trí của Minh Thương. Cầu thủ xe màu số 14 bên phía Icon FC. Đây là Minh Thương. Rất gọn gàng. 1-0. Cả hai pha dứt điểm của cả Riven cũng như là Icon đều đánh bại và đánh lừa được thủ thành của cả hai bên. Người xuất hiện quả đá thứ hai dành cho Riven đó là cầu thủ mang số 8, vị trí của Công Hiếu. Chúng ta cùng chờ xem. Đây là các cầu thủ bên phía Riven. Rất gọn gàng. 2-1 dành cho các cầu thủ bên phía Riven Stadium View. Người sẽ đá quả thứ hai đó là vị trí của Đức Minh. Đức Minh sẽ đối đầu với Hữu Tuấn. Đức Minh cũng là một cầu thủ đã vào sân thay người trong hiệp thi đấu thứ hai. Và đây là Đức Minh. Rất gọn gàng. Tỷ số penalty được quân bình 2-2. Cho đến lúc này thì cả 4 quả đá penalty đều thực hiện thành công. Và người sẽ đá quả thứ 3 dành cho Riven. Đó là cầu thủ số 3. Minh Tân. Đây là Minh Tân. Dứt điểm. Không vào. Và xử lý quá xuất sắc đến từ thủ thành Duy Phong. Duy Phong cũng đã đón được hướng trong tình huống bóng vừa rồi. Người sẽ đá quả thứ 3 dành cho Icon. Đó là cầu thủ số 3 Aseki. Một cầu thủ cũng đã thi đấu rất xuất sắc trong thời gian thi đấu chính thức. Và đây là Aseki. Tỷ số penalty được nâng lên thành 3-2 dành cho các thủ môn phía Icon. Lúc này thì gánh nặng sẽ được đặt lên vai các thủ môn bên phía. Như vậy thì thủ thành Hữu Tuấn sẽ là người thực hiện quả đá thứ tư dành cho Riven Stadium View. Chúng ta có thể thấy là Hữu Tuấn đã bước lên quả đá penalty này với phong thái là rất tự tin. Và đây là Hữu Tuấn. Tỷ số quê tiền quân bình 3-0. Và người đá thứ tư cho Icon đó là Quốc Thống.
Tiền đạo cũng đã vào sân thay người ở hiệp thi đấu thứ hai. Quốc Thống sẽ đối đầu với Hữu Tuấn. Đây là Quốc Thống, một cú đá chính diện cung thành. 4-3. Quả đá tiếp theo dành cho các cầu thủ bên phía Đình Phân là cầu thủ đã đứng đầu danh sách vô phá lưới, Tuấn Tài. Tuấn Tài là cầu thủ sẽ đá quả penalty thứ tư, xin lỗi bạn, quả penalty thứ năm dành cho Đình Phân TDM. Tuấn Tài đối đầu với Di Phong. Wow, 4-0. Và quả đá thứ năm đó là La Văn Tú. La Văn Tú cũng từng là đội trưởng của câu lạc bộ Phúc San Tân Trụ, và anh vẫn đang đứng trước quả đá penalty quyết định này dành cho FC Icon. Nếu như Tú La thực hiện thành công sẽ là chiến thắng dành cho Icon. Xin chúc mừng các cầu thủ bên phía Icon, và Icon cũng đã vươn lên để giành chiếc cúp đầy danh giá của mùa giải năm nay. Và một lần nữa xin chúc mừng đoàn quân của huấn luyện viên Định Sói cũng như là tập thể của các cầu thủ Icon, và xin chia buồn cùng với các thủ bên phía Đi Phan Tiêm Diêu, và họ cũng không phải quá buồn khi Đi Phan Tiêm Diêu cũng đã giành được tấm huy chương bạc ở mùa giải năm nay. Và đến đây thì buổi truyền hình trực tiếp của Lai Tim chúng tôi cũng xin được khép lại, và hẹn gặp lại quý vị khán giả ở lượt trận, xin lỗi bạn, ở lễ bế mạc